Ok, xin chào anh em. Hôm nay thì Ngọc Hiển Shop xin làm thêm một video nữa hướng dẫn cách sử dụng và test thực tế em robot hút bụi EcoVat D-Boost model DD37. Thì ở video trước em giới thiệu rất chi tiết dòng này rồi, em giới thiệu nhanh qua cho anh em ra ngoài. Thì EcoVat là một dòng thương hiệu nội địa Trung Quốc anh em nhé, là một hàng thương hiệu, hàng chính hãng luôn. Nó dạng dòng Xiaomi, một số anh em là tín đồ Xiaomi thì dòng EcoVat thế. Đó là một trong những phân khúc những công ty lớn sản xuất về dòng robot hút bụi cùng với thương hiệu iRobot của Mỹ, rất được anh em ưa chuộng rồi. Thì dòng EcoVat này bán chiếm phần gần như 70% trong đường châu Á này. Thì dòng EcoVat model này là model DD37, là model đời 2021 mới nhất bây giờ của hãng EcoVat. Thì cái dòng DD37 nó kế thừa cái model trước bên mình giới thiệu là DD35 hay DD36 ấy. Đây là một sản phẩm quốc dân, dễ sử dụng cho tất cả mọi người, người già, người trẻ rồi đều dùng được, rất đơn giản thôi. Thì máy được trang bị thêm một cái khiển này, anh em dùng mọi thao tác trên khiển này luôn. Máy gồm hai chế độ hút và chế độ lau. Đây, đây là cái khay dưỡng lau, thì anh em nào muốn lau thì các bạn lắp cái khay dưỡng này vào ở phía dưới này. Đặc biệt với công nghệ bơm chủ động, đấy, nó sẽ tự động khi các bạn cho cái khay vào thì nó mới bơm nước anh nhá. Nó không phải là dòng thụ động hồi xưa, nên anh em có thể vừa cho nước vào anh em vừa sạc pin, hoặc là trong quá trình sử dụng máy không hoạt động, trong đang bị lỗi tức là bị hay bị kẹt gì đó hết pin thì máy nước sẽ không bị ướt ra nhà nhé, bơm chủ động luôn qua cảm biến, anh em yên tâm sử dụng không có hiện tượng bị ướt nhà như một số dòng khác. Thì hôm nay mình sẽ hướng qua các bạn cách sử dụng cái chức năng khiển này. Thì ở trên cái khiển này gồm các nút chính, đây là nút điều hướng này, trái phải trên dưới, và chế độ ở giữa là chế độ auto. Chế độ mình nên nét cho anh em một chút này, hơi bị mờ. Đấy, chế độ là đây là phím điều hướng bên trên này, trái phải trên dưới, còn chế độ auto tạm dừng vào top đây. Ở phía dưới gồm ba cái phím chính là phím trả về đốc sạc, phím chạy ven tường tức là số nó chạy xung quanh tường, và phím chạy xoắn ốc. Khi bạn bí vị có một vị trí cần bật ở giữa thì bạn ấn nút này thì tự động cái robot sẽ chạy xung quanh trong vòng một bán kính 1 mét anh em nhé. Đây là cái đốc sạc. Đốc sạc này anh em sử dụng điện 220V hay 110 đều được. Thì lưu ý một chút, các bạn để cái đốc sạc này nó ở vị trí là hai bên các bạn cho mình rộng tầm nửa mét như thế này là được nhé. Và phía trước này anh em rộng tầm 1 mét để khi cái robot tìm về đốc sạc. Thì có hai trường hợp khi robot về đốc sạc: một là hết pin thì cái đèn này nó sẽ nháy bạc, nó nháy màu đỏ ở đây là hết pin. Hai là phòng nó sạch thì máy tự động nó sẽ chạy chậm lại và giảm hết tiếng ồn và từ từ đi về đốc sạc. Thì trong quá trình nó về đốc sạc, nếu các bạn để vị trí nó bị vướng víu dây dợ nhiều quá thì khi nó chưa kịp về đến đốc sạc thì đã hết pin. Đấy, một số anh em lưu ý cho mình. Và một số lưu ý thứ hai để anh em cái máy sử dụng bền hơn, thì cái thùng rác này thì anh em lưu ý lên sử dụng tầm 2-3 ngày anh em nên dọn rác cho mình sạch sẽ bên trong này, bởi vì khi mà rác nhiều quá thì nó sẽ giảm hút của máy luôn. Đấy, anh em cứ bỏ ra rửa thoải mái luôn nhá. Đấy, đầu tiên là phần để rác. Thứ hai là anh em để ý cho mình ở cái chổi chính này, đây đời 2021 cho anh em nhé. Này, lô mình mới về xuất kho ngày 16 tháng 7 luôn, và sản xuất tại công nhà xưởng là tháng 1 2021 luôn. Mới nhất bây giờ nhé, cái chổi chính này nó thường xuyên bị bẩn, thì anh em phải thường xuyên kiểm tra vệ sinh cho cái chổi chính này. Đấy, với công nghệ thiết kế hình chữ V đây, tối ưu hóa khả năng hút bụi đây. Thì cái robot hút bụi ấy thì cái quan trọng nhất là cái chổi chính này. Đấy, nó gần như là nó hút 80% cái độ sạch của robot là do cái chổi chính này anh em nhé, kết hợp với cái lực hút để làm cho cái bụi của các bạn nó không bị rơi lại sàn và được thu vào thùng rác. Đấy, thì thực tế anh em quảng cáo độ hút là 150, 200 PA gì đấy không quan trọng, anh em phải test thực tế là cái công nghệ chổi cúng hút nó sẽ giữ rác ở trong thùng rác, các bạn không bị rơi ra anh em nhé. Và thường xuyên kiểm tra mình các bánh đà này nó bị kẹt không, một số nó kẹt chỗ này không quay được, máy báo lỗi ngay. Trong quá trình sử dụng bất kỳ trường hợp nào máy nó nháy đổ thì các bạn sẽ kiểm tra cho mình tất cả phía dưới này xem có bị chỗ nào bị gì không. Ok, thì mình sẽ test thực tế cho anh em để anh em hiểu được cái chức năng hoạt động của dòng này. À,
Đầu tiên thì tôi thử chức năng về đốt sạc đi anh em đây. Anh em ví dụ anh em cảm giác sạch nhà rồi, hoặc các bạn muốn không sử dụng đồ ấn đốt sạc này. Đấy, thì từ tự động máy nó sẽ chạy về đốt sạc của mình. Tùy vào cái vị trí sai gần, có thể là nó có thể mất 2, 3, 4, 5 phút mới về được, vì nó là xa quá nên anh em cứ yên tâm nhé. Thì một số anh em thấy ấn mắt lại không về ngay, nó vẫn cứ chạy linh tinh tinh lòng vòng vòng vì nó đang định vị để nó cảm biến, sau đó nó chui về đốt sạc. Thì khi các bạn sạc thì nó sẽ nháy đèn như này. Đấy, chớp chớp nhẹ nhé. Nhưng mà chớp nhanh hay chớp màu đỏ là đều không được nhé, nó phải chớp chớp chậm như này thôi. Nào ok. Thì bây giờ mình sẽ test các cái chức năng khác cho anh em. À, đây là cái phím điều hướng này, các bạn muốn dịch chuyển cái robot đi đâu thì bạn ấn vào cái phím điều hướng cho mình, nó tự động quay theo. À, anh em nhìn tiến lên trái phải các loại, ok. Đấy. Các bạn muốn chức năng auto, các bạn ấn này cho mình, ấn giữa. Đấy. À, máy chạy với độ bền độ ồn tầm 55 đến 60 dB. Tương đương với một mức anh em đang nói chuyện nhau nên đảm bảo rất là thoải mái luôn, không gây ảnh hưởng đến môi trường trong gia đình các bạn. Máy được trang bị các cái cảm biến chống rơi để anh em yên tâm, anh em sử dụng cầu thang hay những vị trí cao thì máy sẽ không hiện tượng rơi xuống phía dưới, anh em yên sử dụng luôn. Khi mà gặp các cái độ cao thấp bất ngờ thì máy sẽ đảo hướng, và khi gặp các vật cản thì máy cũng tự động đảo hướng khác. Thì với cái dòng model này thì với công nghệ Smart Move thì nó sẽ định hướng cho các bạn chạy tối ưu hóa tất cả, gần như không bỏ sót những cái vị trí trong gia đình các bạn nhé. Đầu tiên với chế độ auto này thì máy nó sẽ chạy dạng ven các cái tường trước đấy, là ven tường. Đây giả sử là một cái khuôn viên nhỏ đấy, thì nó sẽ chạy xung quanh ven tường hết cho các bạn, để nó định vị được cái phạm vi cái nhà bạn rộng vài cái thước bao nhiêu. Thế sau đó nó sẽ lập trình, nó sẽ chạy theo đường đi sắc để không bỏ sót những cái vị trí trong hình các bạn. Đấy. Trong khi sử dụng thì nó sẽ gặp các vật cản thì máy tự động chuyển hướng. Đấy. Cho định hướng xong là bốn góc là cả một cái hình chữ nhật này là một cái vị trí. Đấy. Thế sau khi mà nó định hướng được thì tự động nó chuyển sang chạy hình vĩnh giác. Khi các bạn muốn dừng lại thì các bạn ấn nút stop cho mình. Đấy, stop là dừng lại. Còn đây là bật stop, bật lại. Dừng. Đấy, giả sử một chức năng đặc biệt rất là hay, mình thích ở dòng sản phẩm này là cái chế độ chuyên khiển này, chế độ stop này. Giả sử bạn có vị trí này đang bị bẩn, bạn muốn nó chỉ lau một vị trí này thôi, thì trên khiển các bạn có thể sử dụng cái phím bấm chữ cùng này là stop đây. Đấy, thì nó sẽ tự động nó sẽ chỉ lau một vị trí đấy trong cái hình xoắn ốc này, trong một cái đường kính khoảng tầm 1 mét. Vì cái chỗ của mình nó đang bị hẹp nên là nó đang quay bị vướng vào cản, nó đảo hướng khác. Đây là một cái sản phẩm rất là thông dụng, chỉ với một điều khiển này anh em sử dụng thoải mái chức năng luôn. Bây giờ mình sẽ test thực tế cái khả năng hút, cái độ mạnh của máy cho anh em xem. Còn cách sử dụng thì nó đơn giản như vậy thôi anh em nhé, anh em về tự mèo thêm, cực kỳ đơn giản thôi. Ok, đây là cái gọi là cái vị trí nhỏ nhỏ mình để test cho anh em thực tế sức hút và cái độ sạch của máy như nào. Thì thực ra cái quan trọng nhất của mỗi em robot là độ sức hút và cái độ sạch của robot. Thì hiện tại đây mình sẽ test thực tế cho anh em xem. Hiện tại đây có một số cái rác này, để nghiền lịt rất là to cho anh em trải nghiệm luôn. À, ngoài ra thì mình cho thêm ít ngũ vị bi cho anh em. Bi to anh em nhé, bi to. Bi ở xe đạp ấy. Mình cho hết ra đây cho anh em. Để mọi người thấy cái sức hút thực tế của máy như nào. Kết hợp với cái chổi và lực hút sẽ giữ rác ở trong một rác không đưa ra cho anh em. Đấy, mình sẽ chọn chế độ auto luôn nhé. Đây. Bởi vì ở trong cái phạm vi này cái bi này nó rất là trơn trượt nên là khi vướng cái chổi lùa nó sẽ văng khắp lơi, nên là nó sẽ khó hút hơn là các cái rác khác anh em nhé. Bi rất dễ lăn, bỏ hết bi lên luôn cho anh em luôn. Anh em ý nhỉ,
đi vị trí nó đi qua thì các bạn nhìn phía sau nó sạch nữa luôn, xử lý luôn nhá. Còn cái viên bi này thì mình đảm bảo nó không 100% không hút sạch được, bởi vì nó bị văng cái sủi lùa nó đá vào nó sẽ văng cái cắp lơ này. Anh em lý mình khi mà rút đi qua thì những cái phía đằng sau rất là sạch, sạch bong, và máy sẽ rất là êm nhá, nó chỉ ồn ồn đúng anh em nói chuyện thôi. Đây là model bên mình rất là ok, và đây là model mới nhất của hãng đời 2021 gần như nhất bây giờ, giá cả rất là phải chăng. Đấy, những cái lịt thì gần như đã hút sạch rồi, chỉ trong vòng tầm có 30 giây thôi. Còn đây là các em hỗ trợ cho nó một chút cho nó vào nhanh nhá, đỡ tốn thời gian quay của anh em. Viên bi nó khó, nó hay bị trôi vì nó văng đi rồi, khoảng tầm 45 giây rồi. Anh hỗ trợ cho em nó một chút cho nó hút nhanh. Chia thực tế là nhà anh em mình ít khi mang bi nó hút bao giờ cả, mình hút các cái rác vật rác là chủ yếu thôi. Mình chất bi để cho anh em thực tế cho cái khả năng hút của máy như nào, bởi vì quảng cáo rất là nhiều, thực tế là cái quan trọng. Đấy, bây giờ khoảng tầm 1 phút thì chỉ còn 1 viên thôi, cho lúc đây nó sạch xong. Bày quá, không vào được. Ok, đã vào, stop luôn. Đấy. Thì trong vòng hơn 1 phút một chút cộng với sự hỗ trợ của em thì em robot đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ hút. Tủ rác ở bên đây, anh em nhìn này. Luôn nhá. Và như toàn bộ là 100% rác ở trong đây, các bạn thao tác bạn tháo đây cho mình thì đang làm một tay nó hơi bình lượng một chút. Và như sạch sẽ rồi. Đây mình quay video trực tiếp nhé, không có sờ tốp cắt ghép gì cả. Đấy, mình sẽ thử lại lần nữa cho anh em yên tâm. Sorry anh em vì mình đang vừa quay lại vừa thao tác nên làm nó hơi bị giật hình. Thì mong các bác cũng thông cảm nhá. Sẽ ấy lại lần nữa cho anh em đều video không cắt ghép, mình sẽ test xem bao nhiêu giây bắt đầu nhá. Ok, anh ý là khi robot đi qua thì đến phía sau sạch luôn. Hỗ trợ cho em một tí cho nó hút nhanh cái bi này đi. Cái bi này khó hút nhất, rác rất là lặng luôn. Cái lịt này thì đi đâu là sạch đấy, anh em yên tâm nhé. Cái lịt thì cũng là cái bột tóc này, cũng là một cái rác rất tương đối là to. 20 giây rồi, hỗ trợ hút cho nhanh. Đây, bi nó bắn nó văng ra dưới đây. Rồi nha. Hút cho lên ngay. Lỏ như pháo luôn. Ủa đây đây, nhát đây đây. Hỗ trợ cho em lấy một chút cho nhanh. Còn vài viên nữa thôi, à, tầm là hơn một phút chút rồi. Còn vấn đề các cái lịt nhựa thì gần như là 100% hết rồi. Ok, bi cũng đã hết, tầm hơn một phút một chút. Đấy, thì tất cả đã sạch sẽ anh em nhé. Thì anh sơ qua cái bài test này thì anh em có thể cảm nhận được cái chất độ êm. Thứ hai là cái sức hút của cái em robot model DD37 này. Đây chính xác là một sản phẩm quốc dân, giá cả bình dân. Sản phẩm này mới, và đặc biệt với dung lượng pin 3000mAh thì anh em sử dụng đảm bảo cho mình trong vòng 100m2 thoải mái ok nhé. Thời gian sử dụng trung bình khoảng tầm 1 tiếng 20 đến 1 tiếng 30 phút tùy theo địa hình của gia đình anh em các bạn. Kết hợp với điều khiển rất dễ sử dụng nên là tất cả mọi người trong sử dụng được dòng này. Thì phụ kiện bên em là chuẩn bộ phương mốc đầy đủ luôn. Đầy đủ một phụ kiện gồm máy này, pin này, sạc này, khiển này, đấy, và khăn lau, màng HEPA và thêm hai chổi cảnh nữa. Thì với cái bộ phụ kiện đấy anh em dùng cho mình khoảng tầm từ 3-6 tặng anh em mới phải thay. Ok, thì mình xin phép được kết thúc video ở đây. Đây là một bài test cơ bản của dòng máy bộ này.
thì anh em cần liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Thì sản phẩm này hiện tại theo giá bây giờ, và mình sẽ cập nhật theo từng thời điểm một, thì giá bây giờ mình đang bán là giá 3,3 triệu, đã bao gồm phí ship và khuyến mại các bạn một ca nước dung dịch lau nhà dung tích 2 lít. Thì với chế độ bảo hành, bên bảo hành là 6 tháng em nhé. Đặc biệt bên em có chế độ bảo hành vàng, đối với tất cả khách hàng mua sản phẩm em thì được bảo hành 6 tháng. Khi các bạn dùng có bất kỳ phát sinh gì thì các bạn sẽ được bảo hành tại nhà. Tức là khi bị lỗi các bạn báo mình thì mình sẽ cho shipper đến tận nhà lấy, và sau khi bảo hành xong sẽ lại chuyển lại cho các bạn. Các bạn không mất bất kỳ một chi phí gì. Đấy, bên em nguyên tắc bảo hành rõ ràng cho anh em quan điểm. Thì dòng này là dòng đời 2021 mới tinh của thương hiệu Ecovac, là dòng trưng bày anh em nhé. Thằng này là trưng bày. Trang trưng bày là cái sản dòng sản phẩm mà khi nhà sản máy nó muốn clear, tức là muốn clear cái lô đi để nó sản xuất cái mã khác, thì nó chuyển sang là dòng loại B. Thì bên mình không thì dấu giếm anh em. Đấy, thì những cái dòng loại B thì anh em lấy cho mình này, các bạn sẽ thấy cái chữ này. Đấy, nếu các bạn một số anh em dính tem bịt vào thì không thấy, nhưng để nguyên mình, để nguyên anh em chuẩn loại B, tức là hàng trưng bày đấy, thì sẽ là như là đấy, là những cái hàng mà chính hãng nó clear nó thải ra. Thì cái B nó có nhiều loại, loại B1, B2. Đây, như dòng của mình thì hiện tại giờ là dòng B1 hàng gần như mới 99,9%. Anh em chưa? Không bị xuất sắc bất kỳ một chỗ nào. Anh em sử dụng thì bao giờ nó xuất sắc ở cái phần cản trước này. Cản trước này rất bị sử dụng, rất bị vỡ rất nhiều, anh em nhìn. Đấy, xoay gương luôn, sạch sẽ đẹp. Đấy, tức là hàng chưa sử dụng. Có dòng B, B1, dòng B2 thì có thể là hàng ở trưng hàng trưng bày sản phẩm hàng được mua bảo hành cũng là dòng loại B, nhưng dòng loại B2 thì cái chất lượng hình thức nó sẽ không đẹp hơn và giá cả nó rẻ hơn, nên là anh em đi có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp và đúng chất lượng. Đây, và kể cả trên vỏ hộp luôn, đây cái vỏ hộp mà mình theo máy vỏ hộp đây, nó ghi rõ ràng là chuẩn B luôn anh em nhé. Đấy, và date xuất xưởng là 19 tháng 7 năm 2021, DD37 đây. Đấy, hàng rất là mới luôn, vì đếp xuất nó còn cao này, thì cái khả năng pin nó hỏng rất là ít. Đấy, anh em cứ yên tâm sử dụng nhé, dưới dạng pin anh em dùng từ 2 đến 3 năm, anh em không phải thay luôn. Ok, mình xin chào mọi người những video sau.